À, xin chào các bạn. Thì ở đây là mình có cái máy Samsung của A50 nè. Thì hôm nay là mình sẽ tháo cái máy này ra ha. Để mời các bạn cùng xem. Thì để tháo được thì chúng ta nhìn thấy là cái dòng máy này là tháo cái nắp đằng sau ra nè. Đó, là chúng ta ra được. Đầu tiên là chúng ta sẽ hơi nhiệt ở đây, nhiệt độ khoảng 70 đến 80 độ C ha. Thì lúc đó chúng ta sẽ tháo ra nó dễ dàng hơn. Những cái công cụ dụng cụ chúng ta tháo, chúng ta cần về mỏ khò nè, dao này nè, đó. Và cái đó là khi mà gạt ráp vô thì có keo ha. Rồi bây giờ mình sẽ tháo ra. Đây là Samsung của A50. Tách ra được cái nắp nè, nhiệt độ vừa tới nha các bạn. Rồi bây giờ như sau, chúng ta sẽ tháo hết toàn bộ về như là những góc của đây ra. Đó, ốc chúng ta tháo hết toàn bộ ra ha. Rồi bây giờ như sau, các bạn sẽ tháo cái sim ra. Cái sim đây nè, chúng ta tháo cái sim ra. Đây đây chúng ta tháo ra. Đó. Lúc này chúng ta sẽ tháo cái khung sườn này ra. Khung sườn thì chúng ta nhìn thấy nè, đây nè. Cái này do là sườn là cũng bằng nhựa. Thấy chưa? Chúng ta tháo cũng dễ dàng đúng không? Đây. Các bạn sẽ cắt liền nguồn pin ra nè. Rồi tiếp tục nữa, đây là chúng ta muốn tháo ra được á, các bạn sẽ tháo về cái socket của màn hình nè. Đây socket màn hình đây đó, đây cáp và cáp của màn hình nè. Đó, chúng ta nhắc ra cáp trên sạc nè.
chúng ta cũng tháo ra luôn. Rồi về men bo, men bo thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là sẽ có một con góc màu đen đó, có hai sợi anten, anten của wifi và sóng này. Đây chính là nhấc ra luôn đó, hai cái anten bo mạch, bo mạch nằm đây nha. Đây rồi, đây là vân tay nè, socket vân tay này chúng ta nhấc ra đó. Ở phía dưới nữa, ở đây chúng ta cũng nhấc ra về socket của chân sạc, có cái sóng nè, anten nhấc nhẹ nó thôi nè. Đây đây, thì đây là cơ bản và chúng ta đã tháo thành công ha, đã xong. Cái này là men bo nè, cáp màn hình nè, cáp là cáp của chân sạc nè, cục chân sạc nè, nếu mà hư chân sạc chúng ta thay cục này xong. Pin nè, vân tay nè, đây là cáp màn hình nè, sườn nè, nắp lưng đằng sau nè. Rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ ráp lại ha. Đây và sẽ cho vào cái gì đây, chân sạc nè, gắn vô nè đó, đây cái anten ha, chế đang được đặt đúng vị trí nè, nhấn lại đó, nhấn cái lại cái anten cũng nhấn vô luôn. Rồi nút vân tay nè, ráp vào ha. Tiếp tục ở đây thì chúng ta sẽ có về men bo. Đây là bo mạch đây. Hồi nãy chúng ta tháo ra, giờ chúng ta ráp lại ha. Chúng ta sẽ lần vô nè. Đây. Đặt đúng ngay vị trí thôi. Chúng ta sẽ vặn ốc vô. Đó. Anten nữa. Anten thì các bạn sẽ nhìn thấy trên đây nè. Đó, nhấn vô. Đây nữa. Đây nữa. Đó. Chúng ta gắn vô cái cáp. Cáp của chủ men này chúng ta để lên trên nè. Đó. Đây là cáp màn hình nha. Đặt vào trên của cáp màn hình trước nè. Nhấn số. Rồi trên lên được men nè, cáp chân sạc đây, chúng ta nhớ chữ men nè, cho lên trên nè, chân sạc đó, đặt đúng vị trí rồi, nhấn lên. Đây là cái pin, pin chúng ta ráp vào luôn. Rồi bây giờ chúng ta gắn sườn vô. Sườn thì các bạn gắn từ dưới nè, chân sạc đây, gắn vào trước. Chúng ta đáp vô. Đắp chân sạc vô trước nha. Đây nè. Đặt đúng vào vị trí. Đó. Thấy chưa? Lúc này chúng ta chỉ việc bóp vô thôi. Nhớ là cái sợi cáp wifi là chúng ta phải đặt đúng vị trí, không là nó bị cộm lên, gắn vào không được. Rồi. Sau khi chúng ta ráp xong như thế này, chúng ta sẽ vặn ốc vô lại. Ốc này vào nha.
Rồi, các bạn sẽ ráp vào nè. Rồi cơ bản là chúng ta đã ráp được xong ha. Thì ở đây là các bạn sẽ có về như là cho keo bên đây. Thấy à? Và lúc đó chúng ta mới gắn nắp lại. Đó. Cho keo bên trước nha. Chúng ta mới đặt nắp vô. Rồi clip coi như là tháo ráp coi như là máy Samsung A50. Đó, coi như đã xong ha.